Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện từng kể qua một câu chuyện như vậy. Chuyện Địa Tạng Bồ Tát Quang Mục cứu mẹ. Trong quá khứ vô lượng kiếp xa xưa trước đây, có một đức Phật tên là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Ngài thọ mạng đến 40 kiếp. Về sau, trong thời Tượng Pháp, sau khi đức Phật này niết bàn, có một vị A-la-hán tu hành chánh quả. Ngài thường tiếp nhận cúng dường, nuôi dưỡng phước báo cho chúng sanh, đồng thời tùy duyên giáo hóa chúng sanh. Một hôm, có một nữ tử tên Quan Mục chuẩn bị thức ăn ngon đến cúng dường vị La Hán này. Ngày hôm nay cô thiết trai cúng dường ta là muốn thỉnh cầu điều gì? Mẹ con vừa qua đời không lâu, con hy vọng dùng phương pháp trai tăng cúng dường giúp mẹ làm công đức tu phước báo. Thật không biết mẹ con bây giờ rốt cuộc thác sanh đến chốn nào rồi. Được rồi, ta sẽ giúp cô nhập định quan sát xem chốn đi của mẹ cô. Mẹ cô lúc sanh tiền đã làm qua những chuyện gì? Bây giờ bà ấy thân tại ác đạo, đang chịu nhiều nỗi thốn khổ nặng nề. Mẹ con lúc sanh tiền thích ăn nhất những loại như cá trạch,
đặc biệt là trứng cá. Hoặc xào, hoặc nấu, thích sao ăn vậy, thường xuyên ăn như vậy. Sa hại sinh mạng không biết ngàn dạng nào mà kể. Xin tôn giả từ bi thương xót con, chỉ dạy làm thế nào mới cứu được mẹ con thoát ly nỗi khổ nơi ác đạo. Cô có thể thành tâm tụng niệm danh hiệu thanh tịnh liên quan mục Như Lai, đồng thời đắp vẽ sơn thiếp hình tượng của Phật này. Làm như vậy có thể giúp người còn sống và người đã chết đều nhận được thiện báo. Vất vả các vị rồi, các vị xây tượng Phật ở đây nhé. Đúng là sợ bóng quá. Cảm ơn ông. Qua bên này. Bên này. Dạ rồi. Mẹ. Mẹ của ngươi đã thoát khỏi nỗi khổ ác đạo rồi. Không lâu nữa sẽ thác sanh đến nhà ngươi. Sau đó, người tớ của nhà quan mục sinh được một đứa con. Đứa bé này ra đời chưa được 3 ngày, đã biết nói chuyện. Nghe
Mẹ ơi, tội báo chúng địa ngục rốt cuộc như thế nào vậy mẹ? Nỗi thống khổ đó có kể trăm ngàn năm cũng không hết. Ta tuy tạm thời được giải thoát khỏi ác đạo, nhưng vì nghiệp tội quá nặng nên chỉ có thể đầu thai thành kẻ thấp hèn đoạn mạng, sống đến 13 tuổi lại phải chết đi, lại bị đà vào ác đạo chịu khổ. Con có cách nào cứu giúp được ta không, để ta thoát khỏi nghiệp tội này không phải chịu khổ nữa? Mẹ, nguyện cho mẹ ta vĩnh viễn thoát khỏi địa ngục, để mẹ đến 13 tuổi khi chết đi không bị đọa vào ác đạo chịu khổ nữa. Hỡi chư Phật mười phương, xin hãy từ bi thương xót con. Con xin vì mẹ mà phát lời thề nguyện quảng đại. Con ở trước tượng Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Như Lai xin thề, nếu mẹ con có thể vĩnh viễn thoát khỏi ác đạo và ti tiện, mãi mãi không tái sanh làm thân nữ, từ nay về sau đến trăm ngàn vạn ức kiếp, con nguyện cứu độ tất cả chúng sanh tội khổ trên thế giới, cứu họ thoát khỏi tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, cho đến khi họ trở thành Phật, con mới chịu chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Này Quan Mục, ngươi đúng là đại từ bi, có thể vì mẹ mà phát lời thề nguyện lớn lao như vậy. Mẹ ngươi đến 13 tuổi đã bao sao? Sẽ đầu thai làm một vị phạm chí, sống thọ đến 100 tuổi. Sau khi mạng hết, lại đầu thai về cõi Chiêu Ưu, sống lâu đến đời đời kiếp kiếp. Cuối cùng, bà ấy sẽ thành Phật, quảng độ vô lượng vô biên chúng sanh. Na shi hou de luo han jiu shi xian zai de wu jin yi bu za. Guang mu de mu jin 就是现在的解脱菩萨，而观目就是地藏菩萨。地藏菩萨从过去久远劫以来，一直如此慈悲地发无量大愿，广度一切众生。 Nam mô A Di Đà Phật. Nam